Chào mừng các bạn quay lại với Nghề Trader. Và hôm nay là ngày thứ năm, mùng 6 tháng 4, chúng ta sẽ cùng cập nhật nhanh thị trường chứng khoán Việt Nam và chỉ số VN-Index cho phiên giao dịch ngày hôm nay. Và tất cả chỉ là quan điểm cá nhân và không phải là kèo hay lời khuyên đầu tư. Ngày hôm nay thì Index đã có một nhịp giảm tương đối mạnh với mức độ giảm là 9,95 điểm, tức là gần 10 điểm và tương ứng với 0,92%. Chúng ta có thể thấy được một cây bao trùm giảm và đóng cửa hoàn toàn dưới ba cái cây nến của ba ngày trước đây. Như vậy rõ ràng là cái lực bán này là giờ tương đối mạnh. Và lực bán này thì diễn ra vào thời điểm cuối phiên, tức là sau 14 giờ. Thì trước đó chúng ta vẫn có một chỉ số tăng điểm, tuy nhiên đến sau 2 giờ chiều thì chỉ số đã quay đầu và chỉ trong vòng một tiếng nó giảm tới hơn 11 điểm. Thì với áp lực chốt lời ngắn hạn, bởi vì chúng ta đã trải qua một cái nhịp tăng từ ngày 21 đến tận ngày hôm nay, tức là liên tục đã 12 phiên, chúng ta chứng kiến một cái sự lạc quan của index sau khi chúng ta đón nhận cái tin tức về hạ lãi suất của Ngân hàng Nước vào ngày 15 tháng 3. Và sau đó thì nối đà thì đến cuối tháng Ngân hàng Nước tiếp tục hạ lãi suất điều hành một lần nữa. Và như vậy là chúng ta đã chứng kiến index hồi phục và vượt qua được cú mô, đồng thời là tạo một sóng N tăng khi mà nó breakout được vùng ở đỉnh cũ tại 1062. Như các bạn cũng biết thì lãi suất là kẻ thù của chứng khoán. Và khi mà chúng ta đã thấy những cái tín hiệu nới lỏng và lãi suất đi xuống thì rõ ràng là trong thời gian tới rõ ràng chính sách đang hỗ trợ cho dòng tiền rẻ hơn và sẽ có nhiều tiền hơn được lưu thông trong thị trường. Và khi mà có nhiều tiền hơn đồng nghĩa với cung tiền tăng, thì thị trường chứng khoán là một trong những nơi sẽ thu hút rất là nhiều dòng tiền từ các nhà đầu tư, không chỉ các nhà đầu tư nước ngoài mà còn là những nhà đầu tư cá nhân, những người chiếm trọng số rất là lớn đối với thị trường Việt Nam. Khi mà cái lãi suất ngân hàng đã không còn hấp dẫn như là năm 2022 thì rất có thể những cái dòng tiền này sẽ tiến vào thị trường và có thể giúp cho chỉ số của chúng ta có thể bứt phá và đạt những cái mức tăng mới trong nửa cuối của năm 2023 này. Tuy nhiên thì sau một cái kênh nến của ngày hôm nay thì nhiều khả năng ngày mai sẽ tiếp tục là một nhịp giảm nữa. Tuy nhiên thì khi mà thị trường đang hưng phấn thì rất có thể cái nhịp giảm này chỉ về loanh quanh khoảng 106x và lấp cái vùng gap tạo từ ngày 31 cho đến mùng 3. Thì rất có thể sau khi nó lấp gap này thì nó sẽ quay đầu và tiếp tục đi lên. Và mình đánh giá là cái nhịp điều chỉnh này sẽ là một cơ hội tốt để chúng ta có thể lên tàu đối với một số cổ phiếu mà các bạn quan tâm. Đặc biệt là chúng ta biết là trong ngày hôm nay thì các cổ phiếu midcap và bất động sản và những cổ phiếu mang tính chất đầu cơ cao ngày hôm nay đã thu hút được dòng tiền rất là mạnh. Và hầu hết trong phiên thì những cổ phiếu này như là DG, L14, thậm chí Lovanen cũng có thời điểm tăng trần trong ngày hôm nay. Tuy nhiên sau cái áp lực và lúc cuối phiên thì các cổ phiếu này đã quay đầu. Tuy nhiên thì vẫn giữ được cái sắc xanh. Ngày hôm nay thì VN-Index có một cái khối lượng và giá trị giao dịch rất là tốt, khi mà cái khối lượng của ngày hôm nay là vượt trội so với khoảng tầm một tháng gần đây. Và với khối lượng là gần 1 tỷ cổ phiếu được giao dịch trong ngày hôm nay, với giá trị là 15,7 ngàn tỷ. Và khối ngoại thì hôm nay đã quay đầu bán ròng sau phiên mua ròng ngày hôm qua. Hôm nay họ quay đầu bán ròng 220 tỷ. Số cổ phiếu giảm đây là 209 cổ phiếu và 194 cổ phiếu tăng. Như vậy là cũng tương đối là cân bằng. Nhìn vào đây chúng ta có thể thấy là các cổ phiếu bất động sản hôm nay tú dòng tiền rất là tốt. HQC thì đã hôm nay thì đã không thể tiếp tục trần và quay đầu giảm. Tác động mạnh nhất tới index thì đó là Vinhome và Vietcombank, những cổ phiếu có trọng số rất là lớn. Và VIX cũng là một cổ phiếu mà làm cho chỉ số giảm rất là mạnh vào cuối phiên. Thì trong ngày mai, con số của cả cá nhân mình đó là nó có thể quay về lấp gap và có thể quay về vùng 1065, tức là index ngày mai có thể tiếp tục điều chỉnh. Chúng ta sẽ quan sát phiên sáng
xem là có lực cầu đỡ hay không. Thì nhiều khả năng trong cái nhịp này thì nó sẽ retest lại Tenkan-sen của Ichimoku trên đồ thị ngay. Thì cái vùng điểm có thể khoảng từ 1060 cho đến 1065 là con số hợp lý của index trong ngày giao dịch cuối tuần ngày mai, mùng 7 tháng 4. Do vậy thì trong giai đoạn này thì rõ ràng là khi mà cái chính sách tiền tệ đã đảo chiều hỗ trợ cho thị trường thì mình nghĩ là chúng ta hoàn toàn có thể tự tin trong những nhịp này để giải ngân và sẵn sàng tham gia vào thị trường. Theo mình thì đây không phải là thời điểm để mà chúng ta sợ hãi nữa. Thời điểm sợ hãi là thời điểm mà khi mà chính sách tiền tệ vẫn còn thắt chặt. Tuy nhiên sau cái một quý 1 với kết quả kinh doanh cũng như cái nền kinh tế đang rất là xấu thì bắt buộc các nhà điều hành của chúng ta phải hành động. Và họ đã hành động rất là mạnh tay khi mà hàng loạt những cái chính sách sẽ được thực hiện. Và đặc biệt là đó là chính sách tiền tệ của chúng ta đã chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng với hai lần hạ lãi suất điều hành liên tiếp chỉ trong vòng 15 ngày cuối tháng 3 năm 2023. Ok, và mình sẽ kết thúc chương trình hôm nay tại đây với một vài thông tin cập nhật về thị trường chứng khoán Việt Nam. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của Nghề Trader, trên con đường trở thành một trader chuyên nghiệp.